anh ơi, hôm nay chúng mình được điểm A rồi. Thế nào bố mẹ cũng thưởng, về nhà thôi em. Làm thế nào bây giờ? Nhìn cái gì mà nhìn? Tức thận. La 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 la. Xé đèn nhanh lên, mày muốn bị phát hiện à? Vâng vâng. La 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 la. À, đây rồi, đi thôi. Vui quá. Đứng lại. Hả? Đưa hết tiền ra đây, đưa tiền đây. mấy người là ai? Bắn. Lên, anh em. Nè, thả anh ấy ra. Thả tôi ra. Đứng im. Vui quá nhỉ. Thả em gái của Jackie ra. Thả con bé ra. Đưa đây. Không không, không được xé. Không được. Em xin anh. Không, bỏ chân ra. Đừng giẫm vào xác của em. Thả tao ra. Mày dám làm hỏng đồ con gái tao. Vào mày ơi. Các cậu định làm gì tôi? Chết này, cho mày chết này. Đừng bắt nạt anh ấy nữa mà. Anh trai, các người dừng tay lại. Em tránh ra. Vui quá, đi thôi chú mày. Em có làm sao không? Chúng ta về nhà thôi. Ôi trời ơi, sao thế này? Bố. Sao thế này? Ai? Còn tôi, bố xem nào. Jackie, hai đứa làm sao thế này? Dạ, con cõng em, chẳng may con làm em bị ngã ạ. Anh, bố ơi, không phải. Cái gì? Em đừng nói. Con đi ra đây, bố hỏi. Tại sao con lại làm ngã em thế này? Bố bảo phải trông em cẩn thận cơ mà. Bố ơi, đừng mắng anh, không phải danh đâu ạ. Alo, tôi nghe. Vâng vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay. Ở nhà trông em cẩn thận, bố về ngay đó. Ôi, em đau lắm à. Để anh đưa em về phòng, rồi anh nấu gì cho em ăn. Mình sẽ quyết tâm. Hôm nay chưa kiếm được gì. Hả, gì đây? Anh ơi, mình về thôi anh. Em không phải lo, để đó cho anh. Lại là hai đứa chúng mày à. Chúng mày lại muốn ăn đòn à, lên. Làm sao? Ôi dồi ôi. Cái gì thế này? Hai đứa đứng dậy, xử nó cho tao. Go go go. Mày nè. Bỏ tay, bỏ tay ra. Bỏ ra. Ow. Hai đứa đứng lên đi. Hai thằng kia, ra đây giữ nó cho tao. Vâng, vâng. Đưa đây. Anh ơi, anh đừng làm như thế. Không, không, đừng, đừng mà. Thôi mà anh, anh tha cho anh ấy đi. Đừng mà, đừng mà. Bỏ ra. Đi thôi em. Này này, thế còn nó. Đi thôi. Thằng kia, mày bây giờ nhìn tồi tệ thế này cơ à. Mấy người định làm gì tôi? Dây chuyền to thế nhở? Không được, đây là dây chuyền của bố mẹ tôi. Mày dám bật tao à? Đẹp thế nhở, đánh mạnh vào cho tao. Ôi, mấy trò kia làm gì thế hả? Ôi ôi, thầy giáo. Làm trò gì thế này, cái gì đây? Đưa đây cho thầy, xem này lấy đồ của bạn hả? Anh ơi, đừng như vậy nữa. Alo, bố của Jackie à. Thằng bé nhà anh đánh bạn, giật đồ của bạn. Anh dạy lại con nhé. Bố cho con ăn học tử tế. Con lại xin thói đi bắt nạt bạn bè là thế nào? Đưa tay ra đây. Hư này. Ai cho con đánh bạn? Hư này. Đánh bạn này. Chưa này. Bố ơi, bố đừng đánh anh Jackie. Tránh ra. Ôi, Amanda, em có sao không? Sao bố lại đẩy ngã em? Bố tát con. Anh, đừng, tha cho tớ. Chính mày làm tao bị bố đánh. Tại mày. Đừng đánh tớ, tha cho tớ đi mà. Này thì tha này. Dừng lại đi anh. Anh đừng đánh bằng ấy nữa. Bằng ấy biết lỗi rồi. Tớ xin lỗi, tớ biết sai rồi. Còn lâu nó mới biết nhận lỗi. Anh chắc gì, đừng đánh nữa. Em đi ra đi. Anh ơi, không được. Amanda, Amanda ơi, em có sao không? Amanda ơi, tỉnh lại đi Amanda. Anh xin lỗi mà, em tỉnh lại đi. Có sao không? Đưa máy vào viện thôi. Để máy lên lưng tớ. Tớ cõng máy cho. Đừng lo, tớ cứu được em ấy.
Amanda, em tỉnh rồi à? Đi là đâu thế à? Anh ấy đã cứu em đó. Em cảm ơn anh. Không sao, không có gì đâu em. Ôi dồi ôi, giật mình, làm gì thế? Tớ xin lỗi vì đã đối xử quá đáng với cậu. Cậu tha lỗi cho tớ nhé. Không có gì đâu, mọi chuyện qua rồi.